bỏ cái chân xuống. Nè, cơm đi. Suốt ngày rau với trứng, tao phát ngán lắm rồi đó. Thì tụi mình mới lên thành phố mà, tao thấy ở đây á món gì cũng đắt hết á, tụi mình phải biết tiết kiệm chứ. Vậy thì mẹ ăn đi. Chứ giờ mày định sao? Mày định nhịn đói luôn hả? À mà sao mày mới đi làm ở chỗ đó có mấy bữa à, lại nghỉ nữa rồi? Tao thấy chỗ đó cũng tốt mà. Tốt cái con khỉ á. Ông chủ ở đó khó tính thấy mồ, sai tao làm biết bao nhiêu là việc. Mà mày nghĩ đi, tao xinh đẹp như vậy làm sao mà làm mấy cái công việc đó được. Chứ bây giờ mày định sao? Định ở nhà luôn hả? Tao xinh đẹp như vậy thì sau này phải có đại gia nuôi, hiểu chưa? Tao là không cần làm cái chuyện cực nhọc hết á. Mày mơ mộng nhiều quá rồi đó. Mày ăn lẹ đi rồi còn đi làm nữa kìa. Thôi tao tranh thủ soạn đồ rồi đi làm đây. Có gì tao để cơm ở đây, mày ăn thì ăn, không ăn thì tao để đó. Chị tao giờ tao dẹp cho. Gia nhắn tin vậy xem mặt mũi như thế nào. Đẹp trai quá vậy ta, lại còn nhà giàu nữa. Thời của mày tới rồi Linh ơi. Làm gì mà sửa soạn đẹp vậy? Còn mua quá trời đồ gì nữa? Mới trúng số hả? Còn hơn cả trúng số. Tao vừa mới quen anh đại gia, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu. Ảnh nói là sẽ chu cấp hết cho tao nên là tao chẳng cần làm gì hết đó. Mà tao nói mày nghe nè, mày nên cẩn thận á. Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì đâu chứ. Người như tao á là phải quen được mấy anh đại gia như vậy á mới xứng, hiểu chưa? Thôi không nói với mày nữa, tao đi thay đồ đây. Đây. Mày là bạn tao á, là tao mới giới thiệu nha. Mấy anh đại gia vừa đẹp trai vừa nhà giàu. Sao muốn quen không? Thôi tao thấy tao vẫn tự dựa vào sức lực của mình là tốt nhất rồi. Không cần đâu. Mà cũng đúng. Nhan sắc của mày á làm sao được như tao, làm sao mà quen được mấy anh đại gia như vậy được. Đúng là kiếp này mày khổ rồi, số phận rồi. Mà tao nói mày nghe nè, tốt nhất là mày nên cẩn thận đi. Tại vì á, người ở trên thành phố này người ta không có chân thật như người dưới quê mình đâu. Coi chừng có ngày mình bị lợi dụng lúc nào mình không biết á. Mày có được như tao không mà bị đặt nói? Đúng là nói chuyện với mấy đứa không cùng đẳng cấp. Ủa Linh, mày gấp đồ làm cái gì vậy? Tính đi đâu hả? Tối nay tao sẽ dọn đồ qua nhà anh Hoàng ở. Tiền trọ tao để trong shop. Ủa, mày mới quen biết người ta có mấy bữa à, còn chưa biết người ta là con người như thế nào nữa. Tao đã vội vàng dọn qua ở chung rồi. Thì anh Hoàng muốn tao có một cuộc sống tốt hơn, không muốn tao ở trọ với cái nơi nhỏ bé thiếu thốn vật chất như thế này. Với lại tao cũng cảm thấy không thoải mái nữa. Thì mày cứ từ từ suy nghĩ lại đi, rồi đợi tìm hiểu người ta thêm một thời gian nữa. Dọn qua ở cũng chưa muộn mà. Mày thôi đi, mày không muốn tao có một cuộc sống hạnh phúc hả? Sao các bạn ra ngoài vậy? Tao không có ý đó, nhưng mà chỉ là tao lo cho mày thôi. Tao lớn rồi, phải là cũng thích đâu. Nè, mày đừng có cứng đầu gì được không? Linh! Anh chị ơi, hình như là anh đang đi tìm cái gì đúng không? Tôi đang tìm cái ví tiền á. Trong đó có một thứ rất là quan trọng đối với tôi. Mà cái ví của anh trông như thế nào vậy? Để tôi tìm giúp anh cho. Nó màu nâu. Trong đó có giấy tờ là Nguyễn Minh Hải. Vậy thì anh đúng là chủ nhân của chiếc ví này rồi. Trời,
Đúng là nó nè, mà lần sau mà cô có được nó vậy? À, hồi nãy tôi đi cái tôi thấy nó rớt ở đây nè. Đang loay hoay định trình báo lên công an tìm người bị mất. Mà may quá, tìm được đúng chủ nhân. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Thật ra là ở trong này có hình của mẹ tôi, nên tôi không thể nào mà làm mất nó được. Hay là như thế này nha, tôi mời cô đi ăn nha, coi như là lời cảm ơn, được không? Thôi, không cần đâu anh, dù sao cũng là chuyện nên làm mà. Vậy là cô không nhận lời cảm ơn của tôi rồi. Tôi không có ý đâu. Vậy thì chúng ta đi ăn nha. Vậy cũng được. À, đi thôi. Nè, có gì lát hồi đi làm về sớm, em làm mấy món ăn thức ăn. Ủa, bữa giờ mày đi đâu mà biệt tâm biệt tích, tao tìm mày khắp nơi không thấy. Thế lại mày làm gì mà gấp gáp quá vậy? Mai, mày cứu tao với. Cứu? Sao? Mày có chuyện gì bình tĩnh kể tao nghe đầu đuôi coi. Thôi, đừng nói nhiều nữa, có người đang đuổi bắt tao á. Cái gì? Vô, vô nhà nói chuyện tiếp. Nè, uống nước đi. Giờ mày kể tao nghe đầu đuôi mọi chuyện coi. Sao mà mày đang nóng nổi này vậy? Thằng Hoàng, nó là đồ khốn nạn. Là sao? Mày kể rõ tao nghe coi. Nó tính bán tao sang biên giới để làm gái đó. Cái gì? Sao nó dám? Tao vô tình nghe được cuộc trò chuyện buôn bán của nó. Và tao chính là món hàng của nó. Nên là tao đòi chia tay với nó. Xong rồi, nó đòi lại tất cả những thứ mà nó đã cho tao. Nếu mà tao không trả đủ, rồi nó sẽ không tha cho tao. Sao có chuyện này được chứ? Rốt cuộc là mày nợ nó bao nhiêu? Sao không trả cho nó cho xong chuyện đi? 200 triệu. Làm sao mà tao có đủ số tiền đó mà trả nó chứ? Bởi vậy tao nói mày từ đầu rồi. Nếu mà từ lúc đó mày nghe tao thì mọi chuyện nó có đến nông nỗi này đâu. Bây giờ mày còn trách tao nữa hả? Nó bắt tao đi tiếp khách, tao khó khăn lắm mới rời khỏi được đó đó. Thôi tao xin lỗi. Giờ mày cũng trốn thoát được rồi thì coi như mọi chuyện cũng xong. Coi như đó là một bài học, rồi làm lại cuộc đời. Mà nhà này của mày hả? Đẹp quá. À không, nhà này là của anh Hải, người yêu tao. Tụi tao yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi, chuẩn bị cưới. Anh hồi nãy hả? Ừ, đúng rồi. Mày may mắn thì có quen được một anh dân nhà giàu lại yêu thương mày thật lòng như vậy, chẳng buồn cho tao. Thôi, đừng có nói như vậy nữa. Vậy bây giờ mày tính làm gì tiếp theo? Mày cho tao ở đây ít hôm nha. Chứ bây giờ mà tao ra đường là tụi nó giết chết tao á. Ừ, vậy cũng được. Hiện tại thì tao đang ở nhà này một mình. Có gì mày cứ dọn qua đây ở tạm với tao vài hôm đi. Tao cảm ơn mày nha, mày đúng là bạn tốt của tao. Linh, tao đi ra ngoài có công chuyện một xíu. Đồ ăn tao để ở trong tủ lạnh này đó. Có gì mày đói thì hôm lại ăn nha. Ừ, mày đi đi. Sao một đứa xấu xí như nó lại tốt số đến như vậy chứ? Đáng lẽ ra những thứ này phải là thuộc về mình. Tao sẽ lấy lại những thứ mà vốn dĩ sẽ thuộc về tao. À, gọi điện cho anh Hải dặn ảnh mua ít. Ủa? Chết rồi. Trời ơi, sao đáng chí vậy? Trời ơi, tự nhiên để quên điện thoại ở nhà. Giờ lấy mới được. Mai ơi, em có nhà không? Anh đến chơi hả? Ừ, anh ngồi đi. Ờ, mai không có nhà em. Ủa, không phải nó đi chơi với anh hả? Hồi nãy em có nghe nó nói chuyện điện thoại ngọt ngào với ai. Em có nghĩ đó là anh chứ. Nếu như mà mai không có nhà thì thôi, hôm khác lại ghé vậy. Anh về đây. Ờ, mà em quý anh lắm em mới nói nha. Ông Mai nó không phải là người như anh nghĩ đâu. Nó chỉ đang lợi dụng anh thôi. Em nói gì vậy? Mai là người như thế nào? Anh là người hiểu rõ nhất chứ. Thôi, anh về đây. Anh Hải, bộ anh không thấy em xinh đẹp hơn nó hả? Linh, em nói bậy gì vậy? Mai là bạn thân của em đó. Em nói thật mà, em yêu anh. Em làm cái gì vậy? Buông ra, buông ra. Lên. Mai. Mày.
Tao không ngờ tao lại có một đứa bạn xấu xa như mày. Mày bị gì hả? Tao chỉ là thấy hơi choáng nên là anh Hải nó đỡ tao thôi, đúng không anh Hải? Hồi nãy đứng ở ngoài tao đã nghe thấy hết rồi, mày đừng có diễn nữa. Ừ, nếu mày đã biết thì tao nói luôn, tao yêu anh Hải. Anh Hải xứng đáng với tao không mày? Tới nước này mà mày còn cố chấp nữa hả? Mày yêu anh Hải hay là mày yêu tiền của ảnh? Tao thật sự hối hận khi mà đã đối xử tốt với mày, để bây giờ mày đối xử lại với tao như vậy. Tao làm gì sai chứ? Tao xinh đẹp thì phải xứng đáng có được hạnh phúc. Một đứa xấu xí vừa quê mùa như mày tại sao lại tốt số vậy chứ? Tao không cam tâm. Linh, cô bị điên rồi hả? Mày đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt rồi đó. Tao không ngờ tao lại có một đứa bạn xấu xa như mày. Mày cút ra khỏi nhà tao không? Mày dám đuổi tao? Đây là nhà của tao, tại sao tao lại không dám? Mày ngon lắm, tao sẽ không để yên cho mày có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc như vậy đâu. Mày đi đi, đi là nhìn lại bản thân của mày đi. Đúng là tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng mà nó không thể mua được nhân cách, tình cảm và tình yêu đâu. Mày không cần dạy đời tao, tao sẽ cho mày thấy tao hơn mày gấp trăm ngàn lần. Mai, anh xin lỗi em. Anh không cần phải xin lỗi em đâu, hồi nãy em đã nghe thấy hết rồi. Em không ngờ bản chất của Linh nó lại xấu xa như vậy. Em chỉ mong là cuộc sống khổ cực ngoài kia sẽ làm cho nó tỉnh ngộ và đánh thức được bản chất lương thiện ở bên trong nó.